hello, hay là cặp bài chùm nha. Hello. Hello, hello. Nay nhà mình được cô bé mời đi ăn bún bèo nha. Hello anh Tiger. Hello sữa. Sữa ăn món gì ngon vậy? Cho cô bé chút chút. Quay cho cô bé chút nha. Ồ, quay lại ở đâu ta? Nhân Dung ở đâu nhỉ? Uống sữa đâu? Ồ, bây giờ quay quên cô bé sao ta? Như vậy, ấy từ từ, nó đang ấy. Rồi hello tất cả các bạn nha. Hello. Hôm nay nhà mình lát nữa đi ra chụp hình nè. Đây là cô của mình, hôm nay cô của mình sẽ bao nha các bạn. Cái con này cậu quay con luôn đi, thằng con chống mình nha. Hello. Từ từ nha, để bên máy lại góc nha, đây là mẹ ảnh nha. Sửa nè, sửa nè. Sửa vô luôn, sửa vô luôn. Trời ơi, biết quay được ta. Vô, nhẹ nhẹ, vô. Sẽ thi. Rồi, bây giờ quay cúng tay của bạn nhiều lắm. Thôi, tắt đi.